Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau một cái quãng thời gian mà nhà em Cương khởi công của bác, thì hôm nay cũng là ngày đẹp mà nhà hôm nay thì cũng là ngày đẹp được gia đình em Cương là chọn để dựng cái phần là không ngôi nhà lên của bác. Và hôm nay thì cháu được lên thì cháu cũng có mua thêm là một chút nước ngọt để cho bà con mà gia hộ nhà em Cương là uống với cô bác. Đây thì cũng có các ở đây thì cũng có Mạnh Thường Quân có bảo với cháu Lực là có thể trích cái số tiền quý của nhà em Cương ra để mua nước vào là cho các bác thợ này. Và hôm nào mà được các bác gia hộ nhiều thì cũng sẽ mua nước cho các bác một ít. Vừa rồi em Cương thì hôm qua cháu Lực cũng đã trao cái điện thoại rồi, và hôm nay thì cháu Lực ra đến đây, cháu Lực gọi em ấy thì là em mới đang chuẩn bị là ra cùng cháu Lực để khanh thùng nước vào cô bác ạ. Nước này thì cháu Lực mua là một thùng là 70.000 cô bác. Cái thùng này thì cũng rẻ thôi, trong đấy thì có là mỗi thùng là 20 chai. Có một mình ra đây à? Nhà hôm nay thì có đông người không? Đông ạ. Đấy. Cháu Cương xin được xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đã dựng xong phần khung được chút nào chưa? Được rồi. Được rồi à? Cây đá ở phần dưới rồi. Đang cây đá rồi à? Vâng. À, là có nghĩa bây giờ thành khung hết rồi đúng không? Vâng. Các bác đang nghỉ trưa hay là đang ngồi nghỉ chưa? Ăn cơm xong làm ạ. Ăn cơm xong làm rồi à? Vâng. À, thế thì bây giờ hộ anh một chút nhá. Ôi rồi. Các tí phải cho thanh niên nào ra kia một thùng ấy. Còn ai, còn bạn nhỏ, còn em nào ở kia không? Có à? Thế thì anh em mình cầm mỗi người một thùng nào. Tí tí để tính sau. Hay là đưa. À thôi, nặng quá. Đấy, còn thùng này thì một tí nữa anh em mình sẽ ra lấy sau vậy. Hôm nay thì tầm bao nhiêu người? Tầm 30 người. Tầm 30 người à? Ui, đông phết đấy nhỉ? Đứng trong đây đấy á? Đưa kia thì cũng được các bác thợ là đi bắt thêm về 1-2 cây nữa. Thế là đi bắt xa không? Dưới này à? Dưới kia à? Cái này thì mình cũng phải lấy cái cốc ra đấy. Lấy cốc ra để chia đấy. Đang là vừa đi đâu trở về đấy. Cái gì về nhiều chứ, nước các bác ạ. Có đông người. Vâng, nếu là đông người.
Vâng, đi sang xuống luôn. Đi đâu nhỉ? Đến kia có bác gọi hay ngồi đi à? Vâng. Cái xe cái này nào? Nó cái chuyện này nó có quản như này. Cái quả ấy chứ có cá luôn. Cá bố. Có bao á? Con. Con nướng ngọt eo mà chị ạ. Có người thấy đây là có khá là nhiều hộ đây nhỉ? Bây giờ thì cái khung của cái nhà của bác thì cũng đã hoàn thành rồi, và bây giờ là được là các bác là đang giúp đỡ em Cương là kê cái phần là viên gạch này lên để cho mai này nó sẽ bị là đỡ chống mọt hơn. Và mấy đứa mà gần làm xong ấy thì cho Đức sẽ đi mua thêm cái thuốc mà chống mọt đây các bác để quét lên. Còn là cái phần đấy thì cũng gặp rất là nhiều, được rất là nhiều cô bác cũng có bảo cho Đức là đi mua cái nhất thải về là để quét phần đấy để quét sau này. Bây giờ thì có vẻ là nó sẽ hơi thấp các bác nhá, nhưng mà cái độ là cái viên gạch này lên, viên gạch này thì rơi đó tầm 50 phân thì sẽ cao lên tận đây. Đi xem mà các bác đi, mà sao thấy trẻ không thể nhìn nữa. Chào các bác nhé. Đủ cái ma là cao. Không nào. Đây là làm như kiểu cái đòn bẩy của bác thì mới bẩy được một cái cột lên, xong là kê lên. Cái nhau, không phải xin chồn thì còn này. Đấy, xuống này. Đấy, giao cho giao, no. Đây là tất cả các bác hàng xóm à? Đấy. Ừ. Đấy, em bảo là các cô là hộ là điều cát à? Cái cát này là hôm nọ là em tự lấy đúng không? Cái cát này thì hôm nọ là được em Cương là tự vớt về cô bác. Tự vớt lên. Hôm nay thì cũng được là các cô là ra điệu cát hộ em Cương. Các cô thì còn các cô thì làm cái việc vận chuyển cát, và các bác thì là dựng cái phần ngôi nhà này lên. Như hôm qua thì chúng được chia sẻ lên thì có rất là nhiều cô bác là có thể là chưa cái phần ngôi nhà mà chưa được hoàn thiện đấy, thì là có thể nó sẽ hơi ngò nghèo tí thôi, nhưng mà bây giờ em quay lại cho tất cả quý cô bác là cùng nhìn đi. Bây giờ thì mọi cái thì nó cũng đã lên không hết rồi, và thêm vào một thời gian nữa lập cái phần như về trước của bác và cái phần sàn trước, còn là cái phần nền của nhà em Kiên thì sẽ được là em Cương là đổ nền của bác nhé, để cho nó sạch sẽ cái nhà cửa đi của bác ạ. Sau. Vâng. Bác thì nhà cũng ở gần đây à? Hôm nay thì nhà Cương cũng được rất là nhiều các bác gia hộ đây nhỉ? Có tất cả các bạn nhỏ ở đây các bác. Vừa rồi thì cháu được lên thì cũng quên mất thiếu sót là một điều là mua kẹo lên cho các bạn, chỉ là mua nước thôi. Các cô có khát nước không? Ra đây uống nước này cô. Mắt này 95 ạ à? Nhìn lại con biệt mấy. Cả tôi nhá. Mắt này chỉ cắt đây 95 một nạc nha. Các bác thì chắc là còn đang làm cái phần việc cái xong. Các cô thì bây giờ tiện thể là nghỉ ngơi một chút, cho nên là uống nước. Đây 95 ạ à, bác. Bố à, chơi đi đâu ấy, đây là em à? Ôi, ừ, vâng chứ. Đúng rồi các bác, tay uống nước đã.
Các bác kia chắc là đang bận rồi. Cái nước này thì chúng mình cũng mua lên là chai to luôn các bác. Cho nên là uống thì phải là để cắt tóc thì mới mới uống được. Mày làm sao này? Mày làm sao mày đây cũng mất. Ô thì không có mở nắp. Nhà hè mới xây. Cái này chỉ nóng không vậy? Ồ, mày nóng lâu rồi đấy. Sao con này còn đừng làm đi ra. Thương bảo các bác lên xin kiệu uống nước không? Các bác là ra uống nước luôn đi. Các bác nghỉ tay một chút. Chị Giang chị nâng mẹ ơi. Chị mình nè. Ừ à. Ủa mà có gì mà. Nè. Như cái mú này này cô bác này cũng được là bác An Phạm là gửi từ bên Mỹ sang qua cho cháu Lực này, và cái đôi dép mà cháu Lực đang đeo đấy thì cũng được là cô Kim Hoàng cô ấy gửi từ bên Mỹ sang để cháu Lực. Hầu như là những cái món quà thì các bác gửi tới cho những hoàn cảnh đều không quên tới cháu Lực. Cảm ơn tất cả quý cô bác rất là nhiều, không quên cháu Lực và gửi thêm quà cho cháu Lực rất là nhiều. Cái thành gỗ này có bác này thì được làm rất lâu rồi, cho nên là được em Cương là tận dụng lại và rửa đi để một hai hôm nữa nếu mà có chỗ nào mà bị khe hở ấy thì sẽ dùng cái này để đóng vào để cho nó chặt cái phần là cột đi. Hầu như là các bác ở trên vùng cao của bác, đa số các bác mà chưa có đi ra ngoài mà làm thì đều là mặc những cái bộ mà quần áo truyền thống dân tộc nồng của các bác. Có một số cô bác hay là các chị thì đi ra ngoài làm thì các chị cũng có mặc thêm những cái bộ quần áo mà ngày kinh của bác. Cương thì hôm nay thì có vui không? Rất là nhiều các bác ủng hộ có vui không? Cái hộ này vui đấy. Cương này thì hôm nay có vẻ là vui quá, thành ra là không có nói được gì được các bác. Các bà về rất là mừng lắm rồi. Bây giờ mà Cương thì có một cái ước mơ mà từ rất là lâu rồi các bác. Năm nay em mới có 16 tuổi thôi mà em đã có một cái ước mơ là muốn sửa lại cái ngôi nhà cho bà với lại em. Trước kia thì cháu Lực còn chưa lên chia sẻ hoàn cảnh của em Cương ấy, thì em Cương cũng có chia sẻ với cháu Lực rằng là nếu mà bên nhà nước hỗ trợ 40 triệu còn không có đủ để số tiền để làm nhà thì em ấy sẽ đi vay ngoài để về là bù vào đấy để làm cho em với lại bà một cái ngôi nhà để che nắng che mưa đó. Rồi thì em Cương mới yên tâm là đi ra ngoài để làm bà kiếm tiền để phải về lo cho lại bà được cô bác. Bây giờ thì đi xem các bác kia là cái phần nền nhạc một chút cô bác. Nó mẹ, đấy á, rất là phải nói là có theo dõi được những phim được chia sẻ lên thì cũng phải thông cảm cho cháu Lực một chút là có những ngày mưa thì cháu Lực không có mặc được cái quần dài, cho nên là cháu Lực sẽ mặc những cái bộ quần cọc là nó sẽ tiện hơn. Hiện tại thì các chú đang khá là đông người rồi, cho nên là không có còn chỗ để cháu Lực hài nhét vào nữa. Thì là ngoài là xem các chú làm thôi.
tới thì có cái gì đâu chứ. Mà cái kia phải cái tiểu à, chỗ bác để dựng được một cái ngôi nhà bằng hố này lên này thì cái hôm dựng sẽ phải tốn là rất là nhiều người thì mới dựng được. Đây rồi, anh nhấc lên luôn à? Không được đâu chứ. Anh ấy là ở đây là nhấc nhấc lên luôn này các bác. Mắt mất rồi. Tìm bạc tím nhá. Mắt nhấc lên nào anh. Mắt 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 mắt. Bên kia thì cũng đã kê được một số cột lên rồi. Kê được một số cột. Chưa kê được một bên nữa. Chỉ là vài cột tôi tầm 6-7 cột thôi các bác. Bây giờ thì có vẻ là nhìn nó sẽ hơi thấp một chút thôi các bác. Nhưng mà cái kê nó phải lên thì nó sẽ cao hơn cả cái đầu của cháu Lực luôn. Có vẻ như đông người quá thì cho Lực vào cũng hơi thừa thái một chút các bác. Chỉ là ngoài nhìn được các bác làm thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mới sao hết là có ông sao mới thôi này 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 trong ông mà bài bạc lên phải không có phải ông này tôi thấy tiền 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 โอ้ยพอเล่นไหนวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเนี่ยเดี๋ยว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 เ
ตั้งแต่ปั๊บไอ้ของเดียวอ่ะก็ตายอยู่ก็ซื้อลงแล้วจะปุ๊บจุยก็ซื้อเล่นเล่นอยากขึ้นป้ายอ่ะนะต้นไปแล้วแท้โอ้นี่ลากสงการแล้วนั่นๆๆบัว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 บั
เออเนี่ยมึงจะเจอว่าอย่าจะเอาได้มึงเขาอยากจะจับบุฟฟ่อนมึงไล่ไข่เขาบอกได้ยินจ่าไอ้เราเนี่ยไม่กว่าหรอกเขาบอกมาหน่อยเขาบอกผมก็ได้คนตะคอนเจ้าเสียเลยเองนอกแล้วเอาไปเลยได้ได้ยังไม่รู้หัว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 ห
mai đi shopping bên đây. Ở đây không hầu là chín đen không? Mấy làm nó mà luôn. Nói là cái thời gian qua thì Tấn được cùng thay mặt em Cương, thay mặt bà cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã hỗ trợ cháu Lực, là về cái số tiền đã hỗ trợ cháu Lực là cùng bên xã là kết hợp cùng sửa và cất lên lại cho em Cương với lại bà một cái ngôi nhà mới, như một ngôi nhà mới Cương thì hôm nay là cảm xúc là như nào? Vui là cảm xúc của một từ thì em mới diễn tả được vui thôi cô bác. Thì nó rất là mong quý cô bác anh chị là sẽ thông cảm cho em Cương, tại vì em Cương thì học đến năm lớp 7 đúng không? Học đến năm lớp 7 thì em mới phải là gác lại cái việc học của mình về là để lo cho cái cuộc sống gia đình của em. Bà thì năm nay cũng đã già rồi, không còn có cái khả năng để mà lao động để mà nhiều nữa. Còn bây giờ cái trên đôi vai của em Cương cô bác thì gánh vác rất là nhiều, rất là nặng nhọc luôn cô bác, từ cơm áo gạo tiền này, xong là về cái khoản đông lái ngân hàng hàng tháng cho người bố của em Cương. Phải nói là những cái hoàn cảnh mà cháu được chia sẻ lên đấy cô bác, hầu như là
với hoàn cảnh nào cũng rất là đáng thương và rất là bất hạnh cô bác. Em Cương thì bây giờ thì em ấy cũng đã là bỏ đi được những cái gánh nặng trên đôi vai của mình, là cái phần việc lo mà sửa nhà cô bác ạ. Cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Cái này tốt cho đây là những cái đòn bẩy mà từ thời xưa là được các bác là áp dụng vào cái ngôi nhà lên, xong là kê những cái viên gạch lên này. Ở bên phần bên này thì mấy cái viên gạch cũng đã kê xong hết rồi các bác, bây giờ chỉ còn hai hàng nữa thôi là cũng đã xong rồi. Đó là các bác, các cô, các chú hàng xóm của nhà em Cương các bác. Bác nào, cô nào cũng đều rất là nhiệt tình luôn. Như Cương thì sau này lớn lên thì ở nhà các bác làm thì em lại đi hộ ạ. Lại đi hộ, có bạn nhà bác nào mà có công việc gì thì mình lại đi hộ đúng không? Cũng rất là may là cái phần mà thuê người về để mà hộ anh Cương thì cái phần đấy thì không phải tốn thêm một cái khoản nào nữa cô bác ạ. Gọi là những cái tình cảm mà tình làng như xóm với nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình mình có những công việc gì cô bác. Cái này thì phải đào một chút nhỉ? Rơi đó tầm độ là hơn 25 cân quá. Mỗi lần đi thì đầy nhũ như nọ, đáng hỏng. Mỗi lần đi thì được 25 cân. Ở tí cái bờ suối mà hôm nọ chúng là cùng em Cương là đi xúc cái phần cát này cô bác. Cát này thì để làm cái phần nền nhà thôi. Tại vì là nó kèm theo những cái đá sỏi này. Hôm nọ thì mua cát đấy cô bác. Thì nó sẽ kèm theo cái phần đá sỏi để làm nền thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, khá là đồng này cô bác, rất là nhiều các bác hợp sức lại với nhau để mà đặt lên cái phần này để đặt lên. Thưa cô bác cũng thông cảm cho cháu Lực là một chút. Cháu Lực thì mới mở kênh thôi, có những cái gì mà cháu Lực làm còn là thiếu sót hay là sai sót đi chăng nữa thì rất là mong quý cô bác anh chị sẽ để lại cái phần comment hoặc là có thể gọi điện thoại cho cháu Lực trực tiếp để chỉ dạy cho cháu Lực nhiều hơn, để giúp cho cháu Lực được hoàn thiện cái bản thân mình hơn và đi giúp được nhiều những cái hoàn cảnh còn ở trên vùng cao này cô bác. Và trong thời gian qua thì các bác, các cô chú, các anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Cháu cũng cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước rất là nhiều. ไปมาเต็มไปก็ได้อยู่แล้วก็ได้แล้วไปเลยเต็มอ่ะต้องหาทางทางนี้เพื่อนตัวนี้เพื่อนทางตัวนี้อยู่นี่เฮ้ยตึงเยอะแบบดีดูแล้วนี่เพื่อนเต้ยป่ะว่าคนวันเพื่อนไปให้หนูต้องโยนหน้าเพื่อนทำให้กับคนเราบ้านคนโอ้ไปดีใครมันจะเข้าด่ากาเออไม่ใช่อยู่เนี่ยยังไงก็พัดเตียงกับเพื่อนพัดเตียงกับเพื่อน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 เพื่
buồn nằm rồi, nướng nằm rồi, nướng rồi. Mỗi đình cao gần năm chín năm đến tàu chạy gần năm tàu chạy tàu vào lưu thêm tiền ăn muốn tay mắc tàu tiền ăn muốn tay ăn đi À, bây giờ thì cháu cũng cùng các cô là đi điện một chút hai chuyến cái chuyến cắt này cô bác các cô là đi đến tận đâu chưa cô lắm á lâu không ba ba tắm ba tắm không cô má thì anh này ba du éo cả ba cả hù chứ mày éo chờ ba mà còn là những cái công việc này thì cháu Lực cũng không có ngại ngần gì đâu cô bác, tại vì là cháu Lực cũng xuất phát là từ những đứa con ở trên vùng cao này thì là những công việc này cháu Lực cũng đã từng trải qua rồi. Trước kia thì nhà cháu Lực mà vận chuyển cái vật liệu lên cô bác cũng dùng bằng cái điệu này, nhưng mà những rất là may là nhà cháu Lực còn đào được một cái đường xe máy đi nhỏ vào trong nhà luôn. Có ai bỏ hốc nằm nào thế nào thế nào? Có nằm nào cũng bỏ hốc nữa, con sao bỏ hốc nữa. Đi một đoàn này, con nguyên luôn rồi cô bác. Anh em cảm thấy là đi đôi dép này rất là chắc chân sửa. Vâng. Sử dụng đá đeo đôi dép của em chưa? Chưa ạ. Vâng. Thức quả mà tắm ạ. À, thức quả mà nào. Thức quả đúng không ạ? Nào, chúng ta lên nào. À, chỉ mua nào. Bạn nó vẫn chỉ mua mấy đồng nhờ. Theo cơ rút chỉ mua thôi ngay. Vừa nãy thì có di chuyển ở cái phố này các bác, nhưng mà bây giờ thì cũng cho các cô là vận chuyển thức công và cái đợt này sẽ là xa hơn một chút. Ở đây thì nhà em Phương được sửa lại và cất lên một ngôi nhà mới, thì bà con ở khu này ai cũng đều là muốn thay cho em Cương, là ai cũng biết là em Cương có một cái số phận là như thế này. Cái quả này quả gì đây? Quả to đấy, quả gì? Thử biết không? Không biết được. Không biết à? Vâng. Cái này thì có vẻ là đi xa quá. Đi phải nổ, bác nổ. Đi lại đánh cưa cái máy ra. Ô, mình là con dâu, mình chẳng chỉ thích thành con dâu. Ô, nó ngoài cái răng nhiều. Ô, mình là dâu luôn. Mỗi lúc tổ chức là tác phòng như tổ giấy như thế nào? Cái cả đây bác ở công ty mà hơi đi. Không bác ở quá. Ở công ty không bác ở quá. Công ty đây thì phòng vẫn tập trung đẩy cái phòng nó phòng. Ví dụ là thẳng phòng để mà. Và qua những cái thức phim mà chúng mình chia sẻ lên
bà con ở phía Nam chúng ta hay cô bác, có những cô bác nào mà muốn gửi những cái bộ quần áo mà không sử dụng đến nữa cho bà con thì cũng có thể là gửi trực tiếp cho Tuấn Lực, và Tuấn Lực sẽ đi chia cho bà con. Ôi, ơi bà ơi, đây cô kia thì có vẻ là giỏi này cô bác. Ôi, cái này... Mà chuyển cái đống này sắp hết là chắc phải đến mai mới hết được. Ui, tốt rồi ạ. Có đây mà cái này mà. Nà. Mà cũng không là tẩm má hơn luôn rồi. Ui, nàng ơi. Ông đang có quả nó. Bác chỉ đây ạ. Cô đấy bên rồi. Thấy lù. Rồi, thấy lù. Ô, lắng cái đây lù. Con mà coi là con đang ảnh cái đấy, cầm lại lại. Đưa cái lúc là anh ta đi sát cái thay chứ. Tao một cái ra, một chân ra lãn thay. Đây rồi. Chắc còn hai chút khác. Chắc còn đây không chịu ra chịu băng cái khác trước bên nó đẩy cả. Không à, chỉ lạt đó. Ừ. Quả nó đâu, mà đâu như đường 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 với cá hoa. Chào nó. Cục đó ấy, già cũng ngồi đi. Chỉ liều. Đây rồi băng rồi. Đây là mẹ của chi đấy. Nhưng nó nản lại yếu thêm thôi, to thôi. Đấy luôn. Mặc xẻng tối nay gì mấy? Ừ, tối nay xem. Làm mấy? Làm. Có làm đâu. Rất có mạo luôn. Con này nặng nó sai chính một lần. Thôi, bán luôn. Hôm nay là rơi đâu đó tầm 30 cân nữa quá. Ôi, cái gì này hả nào? Cô đi vừa rồi cháu được xích tội ít quá thì nghe nào. Mày xúc thêm. Mày mà nó phải. Thêm 2 xẻng. Thêm 2 cái xẻng là rơi tầm 5 cân nữa rồi quá. Để cán cái nó ngoài hát thở luôn. Thử nào. Đây có một chút này hả? Con chặt tay cương ba bắn rồi đấy. Cái này, cái này chỉ kia thôi. Cái này chỉ kia rồi.
thế là tai. À, bạn nhỏ nó ấy, hả? Trả lời luôn rồi. Nói là khá là mệt các bác. Đây thì còn một số các bác còn đi còn không có cả đi dép luôn, đi chân đất luôn này. Đây là nó có ba rồi. Cứ mỗi lần là trong một tiếng này là phải nghỉ ngơi xong thì mới lại đi tiếp được. Các chị con nạp ba đây với mong té bác. Má mình cái cứ má nào. Chẳng nắm tay chỉ nắm mình đang nắm tay. À, còn rất là may hôm nay trời nó cũng không mưa và cũng không có nắng, chỉ có sương mù thôi. Cho nên là để mà cái việc mà vận chuyển cát thế này thì cũng không có được mệt cho lắm. Không có được ra mồ hôi nhiều cho lắm mà. Mệt thì có thể là rất là mệt rồi. Ở phần bên kia thì các bác bên kia đã cùng nhau là kê cái phần viên gạch lên cái cột của bác thì cũng đã xong rồi. Cái phần này thì cháu được cũng nói rất là nhiều lần rồi, kê cái những cái viên này lên thì nó sẽ chống nước và nó sẽ chống bị mòn của bác. Quay tấm áp ra đây bà nào. Đây là cái bàn tay là ba trước. Đây là ba. Dạ ba. Cái tấm áp có gì mà. Bàn tiếp qua ba mà. Còn cái team hôm nay thì khá là dài rồi các bác. Và khẩu anh Cương là một số công việc nữa thì cháu lực với em Sử là không sẽ di chuyển là đi về nhà sớm đâu các bác. Tại vì nếu mà đi đêm nhiều quá thì thứ nhất là sợ mưa và thứ hai thì có sương mù rất là nhiều, thành ra là đèn xe nó không có được sáng, đi nó rất là khó khăn. Trong thời gian qua thì cháu lực cũng cảm ơn tất cả, cảm ơn các mạnh thường quân đã gửi những tấm lòng vàng tới cho cháu lực và nhờ cháu lực để cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong thời gian qua đã gửi thêm những cái tấm lòng vàng của mạnh thường quân gửi tới cho mấy cái tiền đấy cho em Cương và bà sửa sang lại cái ngôi nhà mới. Sẽ là đây là nấu cơm cho các bác rồi nhỉ? Đấy, cơ, là có người là nấu rồi đúng không? Đấy, còn là bây giờ thì cái phim hôm nay được chia sẻ đây cho cô bác. Hẹn gặp lại với ông bà cô chú anh chị và những sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Còn bây giờ thì xin chào các bác. Ok, xin chào tạm biệt với ông bà cô chú anh chị.